nó chậm lại ngay đây thành mũi. Con lấy cái này nữa nha. Rồi xong. Đây là chùm chùm mụn trên môi luôn á. Ăn hàm lắm rồi. Mình có tiếng dầu quanh môi nè, ăn uống rồi phải lau sạch sẽ. Sạch sẽ hơn những bạn khác. Rửa bằng nước xong sau đó lau lại. Được cái chịu đau dở chứ mụn toàn mọc chỗ hiểm luôn. Vùng da mỏng dễ bị bầm nên mình lấy hơi lâu tí nha. Rồi xong chưa chị? Rồi xong chưa? Tưởng ít lắm hả? Mấy con xí. Nhiều lắm á. Tại vì so với em ngày trước thì em thấy nó bớt nhiều thôi. Chứ bây giờ nó hơi nhiều. Nghĩ sao nửa năm nó quay lại tôi. Trời ơi.
mũi nè, mũi nha. Đang quay phim nha, đừng có làm mất mặt xấu hổ cả đại đoàn thể. Nhưng mà bực 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 luôn không? Nghe được không? Dạ không. Trời ơi.